Anh đêm là trong ngày nay không, anh đêm như là 50 công gì hả? 50 trên 50. Còn đây tới chiều người ta nó nhiêu công? Anh xà, sáng xà em rồi ba mấy ông nữa rồi bốn mấy rồi chút bà tư rồi đó. Này là anh Tám nông dân nha quý vị. Quay cái máy chạy hết chạy luôn. Anh đang chuẩn bị xuống giống vụ đông xuân như này. Xuống máy rất là lớn luôn ạ. Rồi như là em chăn giống như thêm hay coi. Quay ít bữa vô nước rồi quay rồi quay lại cũng được, quay lại cũng thì mình quay xạ gì vài bữa vô nước lại coi rồi không mấy mà không cấy lại cho người ta chứ. Mình lắng xạ cho người ta mà thở be rồi là phải cấy chứ sao trời. Chủ đất nha. Năm nay anh xạ lại giống năm 2004 rồi mà. Đông xuân. Anh Tám nông dân anh xài cho ta đây xong rồi quý vị ơi.